Những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay, các cầu thủ muốn làm gì khi hết lệnh giãn cách xã hội? Sơn Vinh bắt đầu cải tạo lại mặt cỏ. Và cùng tìm hiểu về công nghệ đua xe đạp trực tuyến. Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong bản tin thể thao Việt Nam của Bóng Đá TV và Thể thao TV. Mở đầu bản tin sẽ là những chuyển động của bóng đá Việt Nam. Trong thời gian V-League 2020 phải tạm nghỉ do dịch Covid-19, nhiều đội bóng đã giảm lương cầu thủ như một cách để cùng nhau chia sẻ khó khăn. Tuy nhiên, với một số câu lạc bộ thì tiền bạc lại không phải là mối bận tâm lớn nhất, và Hoàng Anh Gia Lai là một ví dụ điển hình. Các cầu thủ đều được đảm bảo chế độ như trước khi có dịch, và tất nhiên cùng với đó, họ cũng phải hoàn thành những yêu cầu mà ban huấn luyện đặt ra. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Tấn Anh, giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, kể từ ngày V-League tạm hoãn cho đến nay, các cầu thủ và ban huấn luyện vẫn nhận đủ lương như thời gian trước đó. Ưu tiên hàng đầu hiện nay của Hoàng Anh Gia Lai là duy trì chế độ lương bổng cho các thành viên trong đội bóng nhằm giúp họ ổn định tâm lý để tập luyện, sẵn sàng cho ngày giải đấu trở lại. Theo một số nguồn tin, tiền vệ Tuấn Anh và tiền đạo Văn Toàn là hai trong số các cầu thủ nhận lương cao nhất ở câu lạc bộ. Trong thời gian đội bóng tạm nghỉ vì dịch bệnh, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức cuộc thi bình chọn tiền đạo được yêu thích nhất lịch sử của đội bóng phố núi. Nhưng lá phiếu của người hâm mộ sẽ quyết định cái tên được yêu thích nhất. Sau gần 4 ngày tổ chức, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang chiếm ưu thế khi xếp đầu với 950 lượt yêu thích. Áp sát phía sau anh không ai khác là huyền thoại người Thái Lan Kia Thị Sắc với hơn 600 lượt bỏ phiếu. Ở một diễn biến khác, dự kiến vào ngày 25 tháng 4 tới, ban huấn luyện và các cầu thủ câu lạc bộ Hải Phòng sẽ hội quân để chuẩn bị cho ngày V-League trở lại. Trong suốt thời gian cao điểm giãn cách xã hội, các thành viên đội bóng đất cảng đã được ban huấn luyện cho phép trở về với gia đình. Nhiều khả năng sau khi hội quân, toàn đội sẽ được nghỉ ngơi 1 đến 2 ngày rồi mới trở lại với guồng quay tập luyện. Có một thực tế là rất nhiều câu lạc bộ cũng đã duy trì việc tập luyện ngay trong cao điểm dịch, nhưng phần lớn đều là những đội bóng đóng quân trên các địa bàn có tình hình dịch bệnh không quá phức tạp và được đánh giá là có nguy cơ thấp. Còn với các câu lạc bộ tại thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội thì việc tập luyện gần như bị đóng băng, ngay cả khi mà quy định giãn cách xã hội được nới lỏng, và điển hình như là câu lạc bộ Sài Gòn. Theo kế hoạch, câu lạc bộ Sài Gòn sẽ trở lại tập luyện vào chiều ngày 23 tháng 4 trên sân Phú Thọ. Tuy nhiên, vì quyết định cấm tụ tập trên 20 người và dừng hoạt động thể thao của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nên buổi tập này của toàn đội đã không thể diễn ra như dự kiến ban đầu. Trong suốt thời gian cao điểm giãn cách xã hội, các thành viên của đội bóng đã thực hiện việc cách ly tập trung tại đại bản doanh và tự tập luyện nhằm đảm bảo thể lực, duy trì cảm giác vận động. Trong khi đó tại Hà Nội, trong suốt thời gian vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không tiến hành việc tập luyện duy trì mà tuân thủ tuyệt đối việc giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19. Các cầu thủ được trở về nhà tự cách ly và tự tập luyện. Theo dự kiến, ngày 30 tháng 4 tới đây, ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng thủ đô sẽ hội quân trở lại. Câu lạc bộ Hà Nội hội quân muộn hơn so với các đội bóng khác như vậy là vì đội bóng này không phải tham dự vòng loại cúp quốc gia, dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 5. Trong lúc V-League 2020 đang tạm hoãn và theo yêu cầu của phía VPF, ban tổ chức Sân Vinh đã bắt đầu tiến hành bảo dưỡng sân. Quá trình này sẽ diễn ra trong vòng 40 ngày, bao gồm 10 ngày để cỏ mọc trở lại và hoàn thiện. Cùng với đó, hệ thống vòi phun nước trên bề mặt sẽ được thay mới, bởi chi phí làm lại toàn bộ nền đất, mặt cỏ khá lớn, hệ thống tưới ngầm cũng đã hỏng, nên đây được xem là biện pháp tình thế để Sân Vinh có thể tổ chức thi đấu trở lại. Như vậy là sau khi kết thúc quãng thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19, các đội bóng đã lên kế hoạch tập trung. Còn với các cầu thủ, đó cũng là lúc họ có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường như trước khi có dịch, với những thú vui rất đời thường như ăn một món thật ngon, uống một cốc cà phê cùng bạn bè trên phố. Và những chia sẻ dưới đây của họ sẽ giúp các bạn hiểu hơn về điều đó. Sau khi hết giãn cách xã hội, đội bóng Hà Nội sẽ sớm quay trở lại tập luyện. Và cá nhân tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để lấy lại được cái thể trạng tốt nhất. Sau khi lệnh hết cách ly thì tôi nghĩ điều đầu tiên tôi làm là nên đi cắt tóc. Vì tóc tôi đang rất là dài rồi và chắc để một thời gian nữa sợ mọc che cả mắt luôn. Nên chắc là cần phải đi cắt tóc. Và nếu có thể thì tôi cũng muốn được về nhà. Thì cũng lâu rồi chưa được về nên rất là nhớ nhà. Sau khi hết giãn cách xã hội thì em vẫn duy trì sinh hoạt tập với đội bình thường, tại vì đội em cũng trong khi giãn cách thì đội em vẫn tập
đều, thế nên em thấy không có gì khác biệt cả. Khi mà hết lệnh giãn cách xã hội thì điều em mong muốn nhất là được quay trở về nhà và thăm gia đình, bởi vì cũng khá là lâu rồi thì em chưa được về thăm bố mẹ và thêm một bữa cơm của gia đình. Sau khi hết cách ly, điều đầu tiên chúng làm sẽ là kiểm tra sức khỏe bản thân của mình. Sau đó mình sẽ trở lại đội bóng và chuẩn bị cho một cái chu kỳ tập luyện mới. Sau một thời gian dài vừa qua, mình về nghỉ ngơi để chiến dịch. Theo em nghĩ thì dịch thì nó đang ở mức ổn định thôi chứ chưa phải là kết thúc, và có lẽ Vương sẽ lại tiếp tục vấn đề ở nhà và để đảm bảo sức khỏe để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo của đội bóng ở trận đấu tiếp theo, và Vương hy vọng dịch sẽ kết thúc cách sớm nhất. Các cầu thủ Việt Nam thì chắc chắn giờ đang rất vui, xã hội đã trở lại với nhịp sống bình thường và V-League thì có thể khởi tranh vào cuối tháng 5. Nhưng tại Hà Lan thì đoàn văn hậu chắc chắn không thể vui nổi. Giải vô địch quốc gia nước này có nguy cơ kết thúc sớm khiến cho tương lai của anh tại Heerenveen bỗng nhiên bị đặt một dấu hỏi lớn. Cho dù bản thân văn hậu đã không ít lần chia sẻ về mong muốn được tiếp tục gắn bó, tập luyện và thi đấu tại đây. Trước thông tin mùa giải vô địch quốc gia Hà Lan năm nay đứng trước nguy cơ bị hủy, tương lai của đoàn văn hậu là vấn đề được rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Chia sẻ với báo chí, một thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng thủ đô tỏ ra sốt sắng khi đến thời điểm này, phía đội bóng Hà Lan vẫn chưa có động thái gì về việc gia hạn hợp đồng với đoàn văn hậu. Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm, nhiều khả năng chuyện hợp đồng giữa đôi bên sẽ được quyết định vào tháng 5 tới. Được biết, hợp đồng 1 năm của đoàn văn hậu có thời hạn đến tháng 8 năm 2020, kèm theo điều khoản gia hạn hợp đồng sẽ được kích hoạt từ tháng 5 năm 2020. Trái với đoàn văn hậu, thủ thành số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam Đặng Văn Lâm lại đang được câu lạc bộ Muông Thông United cân nhắc chuyện gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, vấn đề lương thưởng của Văn Lâm cũng như nhiều cầu thủ khác tại Thái Lịch lại là chuyện được quan tâm. Theo đó, trong khoảng thời gian Thái Lịch nghỉ đến tháng 9, nhiều câu lạc bộ đang tính đến chuyện giảm 50% lương, trong đó có đội bóng của Văn Lâm. Ngoài ra, Muông Thông United cũng như nhiều đội bóng khác đang cân nhắc việc đàm phán hợp đồng với riêng từng người thay vì ký hợp đồng với tất cả thành viên đội bóng. Còn với bộ môn bóng đá nữ thì Trương Thị Kiều đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ mùa giải 2020 khi chấn thương của cô vẫn chưa được phẫu thuật vì những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bị tái phát chấn thương dây chằng đầu gối ở SEA Games 30, Trương Thị Kiều đã bỏ lỡ vòng loại môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Hiện Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang có kế hoạch đưa cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sang Hàn Quốc để phẫu thuật chấn thương. Dẫu vậy, Trương Thị Kiều chỉ có thể lên đường khi quốc gia này đã khống chế được dịch Covid-19. Với tình hình hiện tại, hậu vệ sinh năm 1995 sẽ có thể bỏ lỡ mùa giải bóng đá nữ 2020. Trong khi đó, dù Thành phố Hồ Chí Minh đã hết thời gian giãn cách xã hội, nhưng để đảm bảo sự an toàn cho vận động viên cũng như tuân thủ quy định của chính phủ, các đội thể thao của thành phố này đã tạm dừng việc hội quân trong ngày 23 tháng 4 như kế hoạch. Trong những ngày tới, các vận động viên sẽ tiếp tục tập luyện ở nhà và đợi các quyết định mới. Hiện đang có hơn 100 vận động viên thuộc 30 đội tuyển quốc gia ở các bộ môn khác nhau như cử tạ, đấu kiếm, taekwondo hay điền kinh đang tập luyện ở các cơ sở trực thuộc sự quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, dù Olympic Tokyo đã hoãn sang năm 2021, nhưng ảnh hưởng của Covid-19 cũng đã khiến cho các giải đấu tính chuẩn tham dự Thế vận hội chưa thể ấn định được ngày khởi tranh. Và điều này khiến cho các đội tuyển gặp khó trong việc tính toán khối lượng tập luyện, tập huấn hay điểm rơi phong độ cho các vận động viên. Và đó là câu chuyện đang diễn ra tại đội tuyển cử tạ Việt Nam. Giải cử tạ vô địch châu Á năm 2020 ban đầu dự kiến sẽ diễn ra trong cuối tháng 4 tại Uzbekistan. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã khiến giải đấu này bị hoãn vô thời hạn. Đây là một trong những giải đấu mà Vương Thị Huyền và các đồng đội đặt mục tiêu có thành tích tốt để kiếm vé tới Olympic Tokyo. Tuy nhiên, hiện tại tất cả vẫn đang ở chế độ chờ. Giải vô địch châu Á cũng là cái giải vòng loại Olympic cuối cùng của bọn em ấy, thì cũng đã bị hoãn và cũng chưa biết tới khi nào bắt đầu tổ chức trở lại. Nên là cái tấm vé tham dự Olympic thì cũng sẽ bị chậm lại. Và hiện tại thì cái kế hoạch của bọn em bây giờ là vẫn duy trì tập luyện để đợi khi nào mà có quyết định là giải châu Á tổ chức thì chúng em cũng sẽ sẵn sàng để tham dự để lấy những cái cơ hội giành vé cuối cùng. Cách đây một tuần, Liên đoàn cử tạ thế giới IWF vừa cho biết sẽ đưa 7 tuyển thủ của đội tuyển cử tạ Việt Nam vào diện giám sát đặc biệt về doping. Theo đó, các vận động viên của Việt Nam có thể sẽ phải kiểm tra đột xuất bằng nhiều hình thức khác nhau ở bất cứ thời điểm nào.
Theo lý giải của IWF, đây là việc cần thiết nằm trong chiến dịch phòng chống doping chung của thế giới, mà cử tạ là một trong các môn luôn tiềm ẩn nguy cơ dính doping rất cao. Không chỉ riêng bản thân em cũng như rất nhiều vận động viên khác đang nằm trong sự giám sát của Liên đoàn cử tạ thế giới và có thể bị kiểm tra doping bất cứ một lúc nào. Nên là riêng bản thân em thì em luôn sẵn sàng cho những cái cuộc kiểm tra đó. Thưa quý vị, trong thời gian qua thì giới xe đạp chuyên nghiệp đang rộ lên phong trào đua xe đạp trực tuyến khi mà những giải đua xe thực tế đang tạm dừng tổ chức vì dịch COVID-19. Vậy công nghệ này ra sao và có gì đặc biệt? Cựu vận động viên Đinh Quốc Việt sẽ cho chúng ta biết rõ hơn về trào lưu mới lạ này. Xin chào các bạn, mình là Đinh Quốc Việt, là cựu vận động viên đội tuyển quốc gia xe đạp đường trơn. Ngày hôm nay thì Việt sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người về thiết bị tập luyện đạp xe online tại nhà. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho Việt là một chiếc xe đạp bình thường. Chúng ta sẽ không cần những hai cái bánh xe. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ cần có một cái rulo. Nó có tính năng là kết nối Bluetooth với các ứng dụng Zip. Thứ hai là cục năng đầu giúp cho ở hàng đầu trước là chúng ta sẽ cảm giác là giống như là chúng ta đang leo dốc. Và khi đổ đèo thì cục năng đầu này sẽ hạ xuống, giống như chúng ta feel giống như đi ngoài đường lên đèo và đổ đèo. Thiết bị tạo gió này nó sẽ giúp cho chúng ta, thứ nhất là sẽ có cái cảm giác như là chúng ta đang đi ngoài đường về hướng ngược gió. Và cái cuối cùng nữa là mọi người chuẩn bị cho Việt là một cái màn hình. Chúng ta sẽ cài hai ứng dụng về cho Việt, đó là ứng dụng Zip và cũng như là ứng dụng Companion. Việt đang đứng ở điểm chờ và gió đã tạt vào mặt của Việt ở đây, cho chúng ta có một cục feel giống như là chúng ta đang đạp ngoài đường. Và để sở hữu luôn những dòng sản phẩm như Việt đã vừa giới thiệu qua thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tài chính cho mình là trên dưới khoảng 40 triệu. Thì chúng ta sẽ sử dụng hết toàn bộ những cái combo mà các thiết bị mà Việt đã vừa giới thiệu qua. Và hy vọng nó sẽ mang đến cho tất cả mọi người chúng ta được nhiều sức khỏe. Và cũng như là cho những ai muốn có được trải nghiệm cái đạp xe online tại nhà này. Và trước khi khép lại bản tin, chúng tôi xin lưu ý với quý vị khán giả là bắt đầu từ ngày 25 tháng 4, Bóng đá TV sẽ gửi tới quý vị và các bạn loạt chương trình V-League Flashback. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những trận cầu lịch sử tại V-League với những khách mời là cựu cầu thủ, bình luận viên và nhà báo nổi tiếng. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ các sự kiện thể thao quốc tế hấp dẫn như là giải Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League cũng như các trận đấu tiếp theo của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Tất cả sẽ có trên ứng dụng Onme. Và đó cũng là thông tin cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.